Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam đối tượng Isun Canun, trú ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, về hành vi dùng dao đâm trọng thương một nam thanh niên trong quán karaoke. Theo kết quả điều tra, sau khi ăn nhậu xong, Isun Canun cùng 4 người khác đến quán karaoke Subin ở đường Y Quang, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột để hát. Sau đó, nhóm của Imisa Kabua và Ithin Nie, trú tại xã E Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, cũng đến hát ở phòng kế bên. Tại quán karaoke, khi người em gái họ của Isun đi vệ sinh, thì bị Ithin trêu chọc sàm sỡ vào người, nên Isun bực tức và đã sang phòng của Ithin để nói chuyện. Lúc này, Isun đã cầm micro đánh một cái vào đầu Ithin và bị nhóm của Ithin lao vào đánh trả. Ngay sau đó, Isun chạy ra mở cốp xe máy lấy một con dao Thái Lan, quay vào đâm nhóm của Ithin và Imisa, khiến Imisa bị trúng một nhát vào bụng, thủng lá lách, thương tích 36%. Sau đó thì mình đánh vào bạn như thế nào? Hát ở phòng kế bên có 5 thanh niên, thì em gái tôi là đang đi vệ sinh, thì bị đám 5 thanh niên này chọc ghẹo sàm sỡ. Thì tôi có qua, tôi có nói chuyện với đám thanh niên này, thì tôi có cầm cái mic, tôi bực quá, tôi đánh vào đầu một nam thanh niên, xong năm thanh niên đánh tôi, xong tôi chạy ra ngoài lấy dao nó cốp xe chạy vô đâm vào tay, vào bụng đám năm thanh niên, rồi xong đó đám năm thanh niên đánh lại tôi, rồi tôi bị chủ quán lấy lại dao, rồi xong rồi tôi ra ngoài đường để về lấy xe, thì năm đám thanh niên này dùng chổi đánh lại tôi có lượm đá đánh lại, và rồi xong đó tôi đi về. Trước đó, Isun Canun từng có một tiền án 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, nay lại tái phạm.